Khách hàng đến từ Thanh Hóa em nhỉ? Đến Thanh Hóa nhỉ? Quê Nga Sơn, Thanh Hóa. Nga Sơn ông này vẫn là có, vì vẫn là có. Đồng hương đồng khói luôn đấy. Sau đó thì bán lại sản phẩm cho trang trại Vũ Xuân. Đến sống cho các hộ chăn nuôi và trang trại trên toàn quốc. Ngoài ra thì còn có các con vật nuôi như là các kè, bò, gà cũng được trang trại Thanh Xuân thu mua. Thì lên là làm lại cái bạt đấy. Đăng ký các kênh YouTube trang trại Thanh Xuân kênh 1, trang trại Thanh Xuân kênh 2, trang trại Thanh Xuân kênh 3, trang trại Thanh Xuân kênh 4, trang trại Thanh Xuân kênh 5 xem rất nhiều các video mà chúng tôi tải lên hàng năm, hàng ngày. Các video mới nhất bà con muốn nhận thông báo tải YouTube thì bà con lập một cái tài khoản Gmail, sau đó đăng nhập vào YouTube và nhấp vào các cái kênh ở trong thẻ Anh Xuân. Bà con sửa từ kênh 1 đến kênh 5, sau đó bấm vào nút đăng ký và nút chuông để được nhận các thông báo mới nhất. Đây là một khách hàng đã được hàng xóm nuôi và bán rất nhiều cho trang trại Anh Xuân rồi. Sau đó thì bây giờ thì thấy chăn nuôi có hiệu quả và chúng tôi thu mua thực sự nên các anh đã đến đây và đầu tư vốn để chúng tôi thu mua chăn nuôi và thu mua bán lại cho trang trại Anh Xuân. Xuân có quy định các cái mức đầu tư để chúng tôi bao tiêu sản phẩm đầu ra. Tối thiểu thì bà con đầu tư 3 triệu là một gói, gồm có 10 khay thì đã được bao tiêu sản phẩm tháng rồi. Các cái định mức để bao tiêu về số lượng, số cân, đông lạnh, dế sống, nó nhẹ nhàng thôi. Sẽ có chúng tôi sẽ có các cái mức định mức thấp nhất là bà con gói đầu tư 3 triệu trở lên, đầu tư nhiều thì chúng tôi sẽ có các cái cam kết rõ ràng để thu mua nhiều cho bà con. Các cái gói cao hơn thì bà con gọi điện để tham khảo các gói và khi mua thì sẽ có cam kết gửi cho bà con, cam kết in sẵn thì gửi cho bà con và chúng tôi sẽ ký được cái cam kết đó, kèm theo đó là tài liệu chăn nuôi. Đây gửi tặng anh thêm một gần đây lấy cho anh hồng cái ghế trứng như gì nữa hạt chia trứng nó lấy loại nào ngon đấy anh. Anh tặng luôn anh một chiếc ghế để về thưởng thức luôn nhé, chế biến theo hướng dẫn trên website trang trại thanh sơn com. Vào trong đấy thì mình sẽ biết được các cái bước chế biến của món ăn. Hàng bán. Đây là cái dế trứng đã được vặt cánh rồi. À, xin chào. Xin chào. Bà thanh niên. Ê,
lập nghiệp từ dế. Lập nghiệp, khởi nghiệp từ dế. Đang nói chuyện là khách đã có bà con ở gần nhà nhà trong mình nuôi rồi đấy, và các anh thấy nuôi và bán tốt về trang trại Anh Xuân thì bây giờ ra đầu tư ra thẳng trại. Hôm nay có gọi điện đâu, tự ra nhà em nhỉ? Tự ra luôn á, gọi điện từ trước rồi, mấy hôm trước rồi, hôm nay tự ra. Cái đông lạnh thì về cho tủ đá luôn nhé. Đang đông là không chiên hả chị? Đang ăn đông rồi. Lúc nào mà ăn thì giã đông gói một thôi. Nó mà cho vào vòi nước hoặc là để nó tự nhiên. Để ra gió, muốn nhanh thì cho vào vòi nước. Có phải tẩm ướp nhiều không ạ? Có chứ, mình tẩm ướp lên cho ngon. Chính vì anh có tẩm ướp gia vị vào vài món. Phải đến chục món về dế đấy. Em cứ vào website, vào cái mục món ăn dế mèn ấy, thì sẽ có hướng dẫn chi tiết bằng viết. Biết các cái công thức và có video cách làm á. Cái này tặng em luôn à? Tặng luôn á. Mua nhiều kia tặng luôn. Mua nhiều phải tặng cho mỗi đứa một hộp. Quan trọng là về ăn được bao nhiêu. Một cân thì cả vài gia đình ăn được luôn nhỉ. Mấy đứa nuôi được nhiều quá lại sợ ăn không hết. Thường nghiệp từ dế. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của trang trại Linh Sơn. Chị ơi, em gửi cái này xong tí bọn em.